Kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Mời quý vị cùng theo dõi với một số nội dung chính sau. 6 tháng đầu năm 2016, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Tân Hưng chuyển biến tích cực. Thành phố Đà Nẵng trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em. Tin thế giới, Venezuela dừng chính sách làm việc 2 ngày một tuần. Tại xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, Tập đoàn Lộc Trời phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Long An tổ chức hội thảo mô hình dinh dưỡng hữu cơ sinh học và tọa đàm giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng lúa. Tại buổi tọa đàm, nông dân được giới thiệu về tính năng và hiệu quả sử dụng sản phẩm hữu cơ sinh học Oregon và Oreblack, đồng thời trao đổi những kinh nghiệm hay về sử dụng một số sản phẩm hữu cơ sinh học khác. Trước đó, nông dân được tham quan mô hình ruộng lúa OM6979 có sử dụng phân bón sinh học Oregon với diện tích 5 hectare của anh Nguyễn Văn Minh ở ấp Bằng Lăng, xã Tân Lập. Thời điểm hội thảo, lúa đã được 81 ngày tuổi. Kết quả so sánh cho thấy ruộng lúa sử dụng phân bón sinh học Oregon có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với ruộng đối chứng. Bộ rễ lúa phát triển mạnh hơn và nhiều rễ tơ hơn, lúa cứng cay hơn, hạn chế được đổ ngã và lá đứng không xanh đậm. Số bông trên mét vuông nhiều hơn và hạt chắc dầu cậy nhiều hơn. Mỗi lần thì tôi sử dụng phân kia thì một mẫu một hecta là tôi sử dụng phân hỗn hợp hết tất cả là 10 bao là DB ure kali. Còn giờ thì tôi sử dụng Oregon thì giảm lại thì Oregon với DB với kali thì 8 bao là giảm được 2 bao, là trong đó có khoảng 60 kg DB trên một hecta. Là tôi giảm được cái số tiền khoảng trên dưới là 500 ngàn. Oregon này thì thấy tiện vọng là mình làm thì cái điểm nó sau này nó ít cái sự độ ngã và năng suất nó vượt trội hơn cái gì. Phần con cái là mình đỡ con cái giác phân ra đồng nhiều quá mà giải xuống không có hiệu quả. Còn phân Oregon này thì mình giải ít mà lại hiệu quả rất cao. Theo đánh giá của chuyên gia nông nghiệp thì các sản phẩm trên có những tính năng rất ưu việt. Tuy nhiên, để sản xuất lúa đạt năng suất và chất lượng thì nông dân cần nắm vững kỹ thuật canh tác. Ngoài yếu tố nâng cao lợi nhuận thì cần quan tâm sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả để bảo vệ sức khỏe và môi trường. Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh và tim mắc phải cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Trong quá trình khám sàng lọc các trường hợp có chỉ định phẫu thuật chuyển về Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phẫu thuật miễn phí 100%. Đây là một trong những chuỗi hoạt động của chương trình phẫu thuật và can thiệp tim miễn phí mang tên Trái tim hạng hữu. Chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Công ty Cổ phần Đại Nam. Trong giai đoạn 2015-2030, chương trình này sẽ được thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM với khoảng 15.000 trường hợp được phẫu thuật và can thiệp tim miễn phí. Trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Tân Hưng có chuyển biến tích cực. Trên địa bàn chỉ xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2015, số vụ tai nạn không tăng, giảm 2 người chết. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Cơ động Công an huyện Tân Hưng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Qua đó phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính gần 500 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 400 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 33 trường hợp, tạm giữ 12 ô tô, 69 mô tô. Các lỗi vi phạm chủ yếu là chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện khi có rượu, bia, chạy quá tốc độ quy định. Trong thời gian tới, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Cơ động Công an huyện Tân Hưng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nhất là xử lý nghiêm những hành vi vi phạm thường dẫn đến tai nạn giao thông như điều khiển phương tiện có rượu, bia, chạy quá tốc độ, chạy lạng lách, đánh võng nhằm đảm bảo tình hình an toàn giao thông trên địa bàn. Mùa khô thì chìm trong bão bụi, mùa mưa lại ngập trong bão lầy. Đó là cách mà người dân sinh sống dọc tuyến đường tỉnh 838B, đoạn đi qua xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, ví von khi phải chịu trận cảnh nắng bụi mưa lầy trong suốt hàng chục năm qua. Cảnh tượng này đã trở thành nỗi ám ảnh của hàng ngàn hộ dân địa phương, cũng như những ai có dịp đi qua. Phản ánh của phóng viên thời sự, mời quý vị theo dõi. Giữa cái nắng oi bức của chuồng biên giới, chúng tôi có mặt tại tuyến đường tỉnh 838B, nối liền ba ấp của xã Mỹ Thạnh Tây,
để chứng kiến nỗi khổ của hàng ngàn hộ dân nơi đây. Dọc hai bên đường là những hàng cây vàng giọt đỏ úa bởi bị bụi đất phủ kín. Đi sâu vào bên trong là những ngôi nhà đóng cửa im ỉm, tạo nên một khung cảnh điều hiu. Dạ, chào cô ạ. Cô ơi, sao tự nhiên ở đây lạ quá, nhà nào giờ này cũng đóng cửa hết trơn vậy cô? Trời ơi, bụi bặm quá, chị không nổi. Gió mái rồi bụi xe chạy tối ngày bụi dữ lắm. Cái đầu ôm nít rồi phải thì chạy chỗ khác ở á. Bụi bặm trời ơi, sợ lắm. Nít nó bệnh đau rồi cũng phải ráng chứ giờ biết sao giờ. Có khi bắt vô nhà đóng cửa lại cả ngày không cho ra luôn. Nắng cũng như mưa, người dân ở đây nói rằng họ không còn từ nào để diễn tả hết nỗi khổ phải gánh chịu hàng bao năm qua. Nắng thì chịu bụi, mưa thì chịu bùn. Mùa khô, chỉ cần một cơn gió nhẹ là bụi thốc lên, bám hết vào nhà. Khủng khiếp hơn là mỗi lần có xe tải đi qua, nhà nhà lại chìm trong bão bụi. Chưa kể, những cơn bão bụi này tạo thành những màn sương đặc quánh, khiến cho tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Còn mùa mưa, xe không thể nhích nổi bởi đất đặc quánh bám vào bánh xe, khiến cho ai cũng lắc đầu ngao ngán. Các anh chị cũng thấy rồi đó, khi mà mùa nắng á, thì nó rất là bụi. Đường thì nó gập ghềnh, nó khó đi, nó không có liền lạc. Còn khi mà mùa mưa đến á, thì nó lại bị sình. Nên là đường nói chung là khi mà về công tác ở địa phương, ở xã thì gặp rất là nhiều khó khăn về vấn đề đi lại. Dân địa phương mình thì khi mà mưa tới vậy thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn về mà đi lại. Đường nó dằn, nó sình vậy đó. Rồi có khi mà mùa lũ mà nó lớn chút á, là cái đường nó ngập luôn. Là có đoạn nó bị thủng ngang luôn, là mình phải đi bằng đò. Nói chung là cái này là không phải là cái mong muốn của cá nhân, mà hầu hết của bà con dân chúng dân địa phương ở đây thì người ta lúc nào cũng có mong muốn một cái đường liền lạc để người ta thuận tiện trong cái quá trình đi lại cũng như là vận chuyển hàng hóa hoặc là đi lại cho nó dễ dàng hơn. Ở thì giờ cũng đề nghị ở trên xem xét lại, giờ xã giờ sao mà ở đây cũng đính thinh hoài không biết sao được. Giờ ở đây khổ quá trời, dân người ta cũng muốn đường sạch sẽ chứ sao mà để đường cực khổ quá. Giờ ở trên xem xét làm lận đường sao chứ không xa lắm, đây ra ngoài chừng 5-6 cây số à, mà dơ quá. Rồi nắng thì nó bụi trời ơi, nhất là xe công nhân chiều về vất vả lắm. Vậy trẻ con đi học sao cô? Trời ơi, thì đi học thì cũng khổ vậy thôi. Mưa thì về thì mình mẩy bùn lầy không, còn hai nắng thì bùn mùa hôi mùa ẩm rồi đất cát dơ lắm. Người dân Mỹ Thanh Tây rất là mong mỏi có được cái đường, bởi vì có được cái đường thì thuận tiện cho bà con trong việc đi lại, mà nó cũng góp phần rất là lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội địa phương. Hiện giờ xã là cũng một trong những cái xã nghèo nhất, cho nên không thể mà có ngân sách để xây dựng, cũng như là nhân dân là cũng không thể có khả năng đóng góp để mà xây dựng các cái công trình giao thông, phần lớn là phải nhờ ngân sách hết. Cho nên là địa phương rất mong mỏi tỉnh có cái nguồn vốn để đầu tư làm cái đường. Thì không lớn thì nó cũng nhỏ cũng được, nhưng mà nó có nhựa quá để cho nó bớt được cái bụi, giúp cho bà con trong cái việc đi lại vận chuyển nông sản hàng hóa thuận lợi. Mỗi ngày trôi qua, người dân sống dọc tuyến đường tỉnh 838B, xã Mỹ Thành Tây, huyện Đức Huệ phải gánh chịu cảnh nắng bụi mưa lầy. Nỗi khổ không thể tả hết. Mong mỏi có một con đường, nếu không được láng nhựa thì cũng có thể đi lại dễ dàng hơn, đang trở thành nỗi khao khát của người dân nơi đây và cũng là nỗi trăn trở của chính quyền địa phương. Góp ý dự thảo nghị định hướng dẫn luật thuế xuất khẩu nhập khẩu, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP đề nghị miễn hồ sơ xin miễn thuế hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. VASEP đề nghị dự thảo nghị định cần quy định cho phép miễn làm hồ sơ xin miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu tại thời điểm được thông quan hàng hóa, để giảm tải công tác làm hồ sơ miễn thuế cho doanh nghiệp. Cuối năm doanh nghiệp chỉ cần phải làm báo cáo nhập xuất tồn. Theo VASEP, Tổng cục Hải quan xem xét bỏ quy định về thủ tục kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp khi trình hồ sơ hoàn thuế, vì thủ tục này gây mất thời gian cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan, trong khi bản chất đây là hàng đã được miễn thuế. Khi doanh nghiệp đã đóng thuế nhập khẩu và thực tế xuất khẩu sản phẩm, thì doanh nghiệp chỉ trình bộ hồ sơ xin hoàn thuế là đã đáp ứng các yêu cầu cần thiết của quản lý nhà nước. Đồng thời, cơ quan hải quan cũng đã phân loại hồ sơ hoàn trước kiểm sau và kiểm trước hoàn sau. Trong năm 2016, Bộ Công Thương sẽ triển khai vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm bước 1.
Theo lộ trình này, các tổng công ty điện lực bước đầu làm quen các giao dịch mua và bán điện trên thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao cho các tổng công ty điện lực một số hợp đồng mua bán điện để các tổng công ty điện lực thực hiện nhiệm vụ của người mua buôn trên thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Việc chuyển sang thị trường bán buôn điện cạnh tranh nằm trong một lộ trình chung chia ra 5 giai đoạn. Năm 2016 được gọi là giai đoạn của thí điểm bước 1. Tuy nhiên, ngay từ năm 2015, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, nhân lực để đảm bảo thị trường bán buôn điện cạnh tranh có thể vận hành chính thức từ năm 2019 theo lộ trình do Thủ tướng Chính phủ quy định. Khi thay đổi sang thị trường anh bán buôn thì cái vai trò và cái trách nhiệm điều độ là cũng có thay đổi rất là nhiều. Và lúc đấy nó không chỉ liên quan đến những cái khâu mà có hoạt động trực tiếp như là ví dụ vận hành thị trường điện, như điều độ thời gian thực, như là phương thức, như là công nghệ, mà sẽ liên quan cả những bộ phận khác, ví dụ như là về tài chính, kế toán nó cũng có sự thay đổi để thích ứng với cả thị trường điện. Dự kiến từ tháng 7 2011 đến tháng 6 năm 2017, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương sẽ hoàn thành các quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh để trình cấp có thẩm quyền ban hành. Chúng ta đã vận hành thị trường phát điện cạnh tranh đến nay là đến tháng 7 này là được 4 năm rồi. Thế thì nhưng mà khi chuyển sang cái thị trường bán buôn ấy thì đây là cái bước chuyển lớn, bước chuyển căn bản. Trong đó chúng ta sẽ chuyển từ cái thị trường một người mua sang thị trường có nhiều người mua trên thị trường. Cho nên là đây là bước chuyển căn bản, cho nên là có rất nhiều khó khăn trong cái công tác triển khai thực hiện cái thị trường bán buôn điện cạnh tranh này. Để vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh hiện nay vẫn còn nhiều việc cần phải làm, mà quan trọng là phải xây dựng được hành lang pháp lý đầy đủ, triển khai đồng bộ cơ sở hạ tầng cho các đơn vị trên thị trường, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ có trình độ. Trước những vụ tai nạn đuối nước đáng tiếc xảy ra đối với các em học sinh trong thời gian gần đây, Đà Nẵng đang tổ chức chương trình phổ cập bơi cho học sinh tiểu học nhằm giúp các em các kỹ năng phòng tránh đuối nước. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bậc phụ huynh cũng như học sinh. Nhận thức được tầm quan trọng của việc trau dồi kỹ năng bơi và chống đuối nước cho trẻ em, trong mùa hè này, chị Võ Thị Tố Nga đã đăng ký cho các con tham gia các lớp học bơi. Theo chị, việc các con mình biết bơi sớm thì có thể tự xử lý những tình huống nguy hiểm dưới nước khi vui chơi cùng bạn bè. Mình nghĩ là phải cho con có một cái kỹ năng về bơi, thì lúc đấy cháu có thể tự... Đôi khi lúc đấy cháu có thể, nếu một người không biết bơi thì người ta sẽ, một cái đứa nhỏ đó nó sẽ không tự làm chủ được. Nhưng mà nếu cái bạn nhỏ đó mà đã được học bơi á, thì bạn sẽ tự làm chủ được. Thì và ngay lúc đấy thì người lớn mà phát hiện ra được thì mình vẫn trong cái, mình có thể cứu cháu. Đó là cái tự khả năng của cháu có thể bảo vệ cháu được ngay tại thời điểm đó. Không chỉ riêng chị Tố Nga, nhiều phụ huynh khác cũng dần hiểu được tầm quan trọng của việc cho con đi học bơi để có thể làm quen với môi trường nước và đủ khả năng xử lý những vấn đề xảy ra khi xuống nước. Những kỹ năng cơ bản của các khóa bơi đều có thể giúp trẻ tự biết xử lý trong môi trường nước. Bé chị là cho học tại vì đây chị thích là quạt đuối nước. Thứ hai nữa là chị thấy rằng là cho luyện tập sức khỏe. Trong tình huống đuối nước thì các thầy có chia ra các bài tập nổi nước, tức là các bài tập sống sót, thì các em sẽ được tập nổi sấp, sau đó chúng được các em được tiếp tục là nổi ngửa, sau đó thì hình thành các kỹ năng như là sống sót, là có thể bơi được trong vòng 25 mét. Ngoài những kỹ năng tự chống đuối nước, các em học sinh còn được trang bị những kiến thức cơ bản trong việc cứu hộ cứu nạn khi gặp bạn bè bị tai nạn. Tránh việc số lượng các em tử vong trong mỗi vụ tai nạn ngày một tăng lên do không có kỹ năng. Tất cả các trẻ biết bơi đều không đuối nước, cho nên là trong cái quá trình mà học bơi ở trường, chúng tôi có những cái tiết học lý thuyết về cái kỹ năng để mà khi mà gặp các cái sự cố đuối nước thì các con sẽ như thế nào, hoặc là gặp bạn mà có cái như vậy thì mình phải làm gì. Trước thực trạng nhiều vụ tai nạn do đuối nước xảy ra ở nhiều địa phương, Việc Đà Nẵng triển khai chương trình dạy bơi nhằm phấn đấu phổ cập bơi cho học sinh tiểu học vào năm tới là một việc làm mang nhiều ý nghĩa, nhất là khi mà Đà Nẵng là địa phương ven biển, hàng năm chịu nhiều những ảnh hưởng của nhiều đợt lũ lụt vào mùa mưa.